Chào mừng quý vị đến với phần chuyên gia thị trường, và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp anh Nguyễn Thanh Long, là phó phòng phân tích của công ty chứng khoán Maybank Kim Eng. Vâng, xin chào anh đã đến với chương trình. Như ngày hôm nay tôi thấy là một cái phiên nó rung lắc rất mạnh. Thứ nhất là do cái vấn đề mà nới cái biên độ tỷ giá một lần nữa. Tôi thấy là nhà đầu tư rất là hoang mang về cái thông tin vừa rồi. Thì anh có thể, theo nhận định của chuyên gia, anh có thể cho chúng tôi biết là với cái phần dao động như vậy đó thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường không ạ? Vâng, thứ nhất là bổ sung cho cái vấn đề mà anh vừa nói về cái động thái của ngân hàng nhà nước, thì chúng ta thấy rằng là hôm nay thì phía ngân hàng nhà nước có cùng một lúc hai cái sự thay đổi hai trong sự cái chính thay sách đổi. của mình. Thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng là ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng cái tỷ giá liên ngân hàng, Dạ. xin lỗi, cái tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên thêm 1%, Được. và đồng thời với đó thì chúng ta thấy rằng là nới thêm biên độ lên thành 3%. Và cũng xin lưu ý với lại quý nhà đầu tư rằng là cũng chỉ trong mới tuần trước thì biên độ tỷ giá đã được nới từ 1% lên 2%, và bây giờ là lên 3%. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng là cái tỷ giá trần trong ngày hôm nay thì chính thức thì chúng ta thấy rằng là có xem như là được nới lên thêm 2% so với lại cái mức của ngày hôm qua. Cũng phải. Và rõ ràng rằng là chỉ trong 2 tuần lễ mà chúng ta thấy rằng là có một cái sự điều chỉnh 3% về mặt tỷ giá đối với lại phía Việt Nam đồng của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là nhà đầu tư thì chắc chắn là sẽ cảm thấy là có một cái gì đấy bất ổn ở trong cái việc đầu tư của họ trong một cái bối cảnh mà đồng Việt Nam của chúng ta đang khá là có nhiều cái biến động. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự kém lạc quan của nhà đầu tư đã được thể hiện rất là rõ, khi mà có những lúc ở trong phiên thì chúng ta thấy rằng là VN-Index đã mất tới những tận 10 điểm, 10 điểm. Rất là lớn. Và mặc dù vậy thì chúng ta thấy rằng là khoảng thời gian sau đó thì cái sự bình ổn nó cũng đã quay trở lại với thị trường, và có vẻ như nhà đầu tư thì cũng đã chấp nhận cái vấn đề này một cách đó tương đối là nó nhẹ nhàng hơn. Dạ vâng. Thì điểm đáng lưu ý trong cái phiên ngày hôm nay là VN Index đã thu hẹp dần đà giảm về cuối phiên, và nhờ vào cái nhóm là ngân hàng và cái chứng khoán. Thì tôi đang nghĩ đến khả năng mà nới room thì dòng tiền sẽ chảy mạnh vào cái nhóm chứng khoán, thì anh nghĩ như thế nào về cái ý kiến này? Vâng, rất là thú vị, đó là ngay trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cũng đã có thêm một số những cái thông tin về mặt thời sự. Chúng ta thấy rằng là cũng có đưa thêm một vài thông tin cho thấy rằng là sẽ sớm có thêm những cái văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về cái vấn đề nới room. Và theo những cái thông tin chúng ta gọi là thông tin nhà đầu tư họ truyền tay nhau trên thị trường, thì chúng ta thấy rằng là tâm lý của nhà đầu tư đang rất là kỳ vọng cái việc rằng là nhóm chứng khoán sẽ là nhóm được thực hiện nới room đầu tiên với cái mức nới lên 100%. Dạ, vâng. Và chúng ta thấy rõ rằng là cái hiệu ứng lên thị trường rất là rõ nét trong buổi chiều, khi mà nhóm chứng khoán thì từ đang ở một cái mức giảm, hầu hết đều đang giảm cả, thì ngay trong buổi chiều thì đã tăng trở lại. Và thậm chí cuối phiên thì chúng ta thấy rằng là những mã chứng khoán lớn trên thị trường như là Hồ Chí Minh hoặc là SSI thì đều đã ghi nhận cái mức tăng lớn, thậm chí là Hồ Chí Minh đã lên tới mức tăng gần kịch trần. Thì điều này phản ánh một cái điều rằng là nhà đầu tư đang khá là tin tưởng vào cái khả năng mà nhóm chứng khoán sẽ sớm được thông qua cái việc nới room lên 100% trong những ngày tới đây. Và Lâm nghĩ rằng là cái kỳ vọng này nó cũng hợp lý thôi, khi mà trong rất là nhanh, trong ngày 1 tháng 9 tới đây thì Nghị định 61 chính thức có hiệu lực. Và cái cơ sở pháp lý này sẽ là cái cơ sở pháp lý vững chắc nhất cho cái vấn đề nới room của các công ty. Và tôi hy vọng là nới room được 100% cho nhà đầu tư sẽ lạc quan hơn. Mặc dù VN Index vẫn là sắc đỏ, thì tuy nhiên sắc xanh đã vẫn trở lại với cái sàn Hà Nội. Thì đây thấy đây có thể là một cái chỉ báo, là dấu hiệu tích cực cho thị trường vào những cái phiên tới hay không, theo nhận định của anh? Nhìn chung thì trong buổi chiều cả hai sàn chúng ta đều có những cái sự hồi phục trở lại từ cái mức giảm có thể nói là khá là tồi tệ trong buổi sáng, hơn 10 điểm của sàn Hồ Chí Minh. Và cái sự hồi phục thì ở đây chúng ta cũng phải lưu ý luôn, đó là tại vì chỉ số VN-Index trong buổi sáng thì giảm tương đối mạnh hơn, cho nên là mặc dù là có hồi phục lên buổi chiều nhưng mà vẫn kết phiên với lại mức giảm nhẹ thôi. Trong khi đó sàn Hà Nội thì ít bị ảnh hưởng bởi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn hơn, vậy cho nên rằng là thật ra thì trong buổi sáng sàn Hà Nội giảm cũng không có nhiều bằng. Vậy cho nên là trong buổi chiều thì cái mức hồi phục lên trở lại giúp cho sàn Hà Nội lấy lại được một cái mức điểm xanh nhẹ, thì tôi nghĩ điều này nó cũng bình thường thôi. Thêm vào đó thì có một cái điểm nữa cũng rất là đáng lưu ý, đó là trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là khối ngoại thật ra thì họ bán ròng rất là mạnh. Theo thống kê mà Lâm vừa mới dòm thấy thì khối ngoại bán ròng ngày hôm nay khoảng hơn 150 tỷ đồng. Và dĩ nhiên là cái lượng bán này thì tập trung chủ yếu là ở sàn Hồ Chí Minh, nơi có rất là nhiều các cổ phiếu vốn hóa cao và được nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng giao dịch hơn. Đó cũng có thể là cái nguyên nhân khiến cho sàn Hồ Chí Minh hôm nay thì không có phục hồi mạnh bằng sàn Hà Nội. Nhìn chung thì triển vọng thị trường trong ngắn hạn thì vẫn được Lâm nhìn nhận ở một cái góc độ tương đối là trung tính và cũng chưa nên gọi là quá lạc quan với cái bối cảnh như hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái sự cân bằng thì nó cũng đang dần dần quay trở lại rồi, và chúng ta cũng có quyền hy vọng thêm vào những cái phiên giao dịch sắp tới đây. Với như cũng như là những cái ngày trước đây thì chúng ta hay nhà đầu tư hay nói về cái vùng là 580 đến 600 điểm của cái VN Index.
Thì theo anh thì bây giờ nếu mà với những cái động thái vừa rồi nâng tỷ giá biên độ và này kia thì cái vùng hỗ trợ mới theo anh là khoảng bao nhiêu nữa anh? Thật ra thì về mặt ngắn hạn mà nói, về xu hướng ngắn hạn mà nói thì phải nói thẳng với nhau rằng là khi mà VN-Index break khỏi vùng giảm giảm về dưới khu vực 600, nghĩa là cái khu vực di chuyển của EMA 50 ngày ấy, thì chúng ta thấy đây là cái vùng mà rất là nhiều các anh em trong giới kỹ thuật thì họ 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 tin vào, và điều đó cho thấy rằng cái xu hướng trong ngắn hạn của thị trường nó không lạc quan. Cái đó thì phải phải chúng ta phải phải nhìn nhận với nhau ngay như vậy. Tuy nhiên thì ở hiện tại bây giờ thì Lâm muốn nhìn nhận cái vấn đề theo một cái chiều hướng nó dài hơi hơn một chút, nó trung hạn một tí. Thì chúng ta thấy rằng là về trung hạn mà nói thì sau một cái quá trình giảm điểm khá mạnh của thị trường từ 640 về đến mức hiện tại bây giờ thì cái định giá của thị trường Việt Nam của chúng ta nó đã giảm trở lại, đã rẻ trở lại khá là tương đối so với lại giai đoạn trước đây. Cụ thể thì theo thống kê mà Lâm vừa mới dòm trong cách đây 2 ngày thì định giá PE của sàn Hồ Chí Minh của chúng ta hiện tại bây giờ chỉ khoảng mức 11 lần thôi. Và sàn Hà Nội thì thậm chí là chỉ có 10.5 thôi. Đây là những cái mức thấp hơn rất là nhiều so với lại cái mức trung bình của khu vực của chúng ta là đâu đó khoảng tầm 14 đến 15 lần. Và vậy cho nên Lâm nghĩ rằng là nhìn chung thì chúng ta có thể xem cái vùng giá này là một cái vùng giá tương đối là hợp lý cho những cái việc tích lũy trong trung hạn và dài hạn đối với lại các nhà đầu tư. Còn cái việc lướt sóng thì chắc là có lẽ vẫn vẫn phải thận trọng một tí, bởi vì cái dòng tiền hiện tại bây giờ trên thị trường nó cũng không phải là quá mạnh mẽ, và đặc biệt nữa là chúng ta thấy rằng khối ngoại trong vài ngày trở lại đây thì bán ròng. Nên là Lâm nghĩ là về trong ngắn hạn thì chắc là nhà đầu tư vẫn cần thận trọng một chút. Tôi xin quay trở lại với cái thông tin mà cái biên độ tỷ giá được nới rộng thay đổi á, thì anh có nhận định đây là một cái cơ hội vàng dành cho những cái nhà đầu tư nào đang nắm giữ cái cổ phiếu mà cái nhóm ngành xuất khẩu trong thời gian tới hay không? Về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta đều thấy với nhau rằng là khi mà tỷ giá biến động theo cái hướng đó là Việt Nam đồng giảm giá, nghĩa là đồng nội tệ yếu đi, thì thường người ta hay 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 nói với nhau rằng là nhóm ngành xuất khẩu thì sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi. Tuy nhiên ở đây Lâm nghĩ rằng là dĩ nhiên cái điều đó thì ở một khía cạnh nào đấy, chừng mực nào đấy thì nó cũng hợp lý thôi, nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên thì để mà nhìn nhận câu chuyện nó chi tiết hơn thì Lâm nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn trên cái bình diện của cả khu vực. Thật ra mà nói thì Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua thì điều chỉnh khoảng hơn 2,5%. Nếu mà tính theo tỷ giá của Vietcombank ngày hôm nay thì điều chỉnh đâu đó khoảng tầm 2,5%, trượt giá khoảng 2,5% so với đô la. Thì cái mức này nếu mà so với lại cái mức trượt giá bình quân của khu vực của chúng ta thì cũng không phải là mức cao. Có nghĩa rằng là nói cách dễ hiểu hơn, nghĩa là khá nhiều các quốc gia châu Á khác thì có cái mức điều chỉnh tỷ giá mạnh hơn so với lại Việt Nam. Và hầu hết các quốc gia này thì cũng đều là các quốc gia mà có thiên hướng về xuất khẩu. Thì điều đó đồng nghĩa với việc rằng là giá cả của các mặt hàng các quốc gia này hướng xuất khẩu ra thì nó cũng sẽ mang cái tính chất cạnh tranh hơn. Vậy cho nên để xem thử xem là Việt Nam của chúng ta, các nhóm ngành xuất khẩu ở Việt Nam chúng ta có thật sự được hưởng lợi hay không thì chúng ta cũng phải phân tích sâu hơn là đó là nhóm ngành nào, và cái đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta trong khu vực đó là ai, và xem thử xem là cái tiền tệ của họ được điều chỉnh như thế nào so với lại cái mức tương quan với tiền Việt Nam của chúng ta. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể nói một cách cụ thể rằng là nhóm ngành xuất khẩu nào sẽ được hưởng lợi lớn ở trong cái việc điều chỉnh tỷ giá lần này. Cảm ơn anh Lâm. Vừa rồi là những chia sẻ của vị chuyên gia và những thông tin vừa rồi cũng chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi chúc quý vị đầu tư có những cái danh mục thật sự hợp lý để có những cái bước tính toán cho cái phần đầu tư của mình. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị với lại bản tin FBNC ngày 19 tháng 8. Ngân hàng Nhà nước vừa phát thông cáo tuyên bố kể từ ngày 19 tháng 8, cả biên độ dao động tỷ giá lẫn tỷ giá bình quân liên ngân hàng đều được tăng thêm 1%. Ngân hàng Nhà nước lý giải quyết định này là để đón đầu các tác động bất lợi từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất, đồng thời hóa giải tâm lý nặng nề của thị trường trong nước trước tình trạng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị mất giá. Kể từ 3 giờ chiều hôm nay ngày 19 tháng 8, giá xăng RON 92 đã được điều chỉnh giảm gần 770 đồng mỗi lít do giá dầu thế giới giảm. Theo đó, giá xăng RON 92 bán lẻ về mức hơn 18.500 đồng một lít và giá xăng sinh học E5 có giá hơn 18.000 đồng một lít. Đây là lần giảm giá xăng dầu lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm nay. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho hay tình hình xuất khẩu dệt may nửa đầu năm nay vẫn tăng trưởng với tốc độ bình thường như các năm trước, thậm chí có phần chậm hơn so với năm 2014. Đại diện Hiệp hội khẳng định hiện vẫn chưa có dấu hiệu tăng tốc của ngành này để đón đầu hàng loạt các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam vừa ký với Hàn Quốc, EU và một số nước khác. Tiếp tục một số thông tin về vụ đánh bom tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan vừa công bố đoạn băng có hình ảnh một nghi can trong vụ đánh bom tại đền thờ Arakwa tối 17 tháng 8. Vụ nổ khiến 22 người tử vong và 120 người bị thương, trong đó có nhiều khách du lịch và một người Việt Nam. Hiện cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra kẻ tình nghi. Tổng cục du lịch Thái Lan vừa phát thông cáo hoạt động du lịch tại Thái Lan vẫn bình thường. Tuy nhiên, nhiều tour du lịch từ Việt Nam sang Bangkok đã hủy do du khách e ngại về tâm lý.
Thống kê của truyền thông Trung Quốc cho thấy vụ nổ nhà máy hóa chất tại Thiên Tân đã gây thiệt hại không nhỏ cho các hãng sản xuất xe ô tô. Có tổng cộng gần 8.000 chiếc xe của các hãng như Volkswagen, Renault, Hyundai, Mitsubishi đã bị phá hủy. Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 625 triệu đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin FPNC tối hôm nay. Mời quý vị ghé thăm trang Facebook của FPNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FPNC, facebook.com/kinh tế tài chính tv. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.